Truyền hình Việt Đức VTV xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm mới dồi dào sức khỏe, vượt qua đại dịch, an khang, thịnh vượng và thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày giáp Tết, nhà báo Quý Thắng có mặt tại thủ đô Hà Nội. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh Hà Nội đón xuân Nhâm Dần trong phòng chống Covid-19. Hôm nay tôi đã đi trải nghiệm bằng xe máy cho nên phải mang cả mũ xe máy và kèm theo cả khẩu trang. Lúc này là 14:30 đang đứng ở phố Hàng Mã, đang ghi nhận cái hình ảnh hết sức tuyệt vời của bà con ở nơi đây. Vâng ạ, chỉ vào đầu phố thôi, chúng tôi đã nhận thấy cái không khí Tết ở nơi đây. Những mặt hàng bán ở đây để phục vụ Tết chủ yếu là hàng mã, hương và các đồ thờ cúng. Ở đây không phải là khu vực bán hoa tươi mà chủ yếu là khu vực hàng mã. Và vì thế cho nên người ta có cái tên là khu vực phố hàng mã. Rất đẹp, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Có thể nói là ai đến đây cũng đều được chúc mừng và đều được có một cái sự may mắn. Kẻ bán người mua ở đây tấp nập. Những mặt hàng đặc biệt là chủ yếu là mặt hàng hàng mã, chúng tôi cũng có nhắc lại. Và nếu như là không được đốt pháo thì người ta cũng làm pháo để mà treo để chúc mừng. Phố hàng mã là thế đấy. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị các bạn, những người không có dịp về quê hương, những hình ảnh mà chỉ có phố hàng mã Việt Nam mới có. Tết à, chị bán cái mặt hàng này có tốt không ạ? Dạ, bán năm nay cũng chậm lắm ạ. À? Nhưng mà vẫn là được chứ ạ? Dạ, vâng ạ, à, vẫn được ạ. À. Vâng ạ, à, xin cảm ơn. Dạ. Vâng, đã vào đây thì giống như là đã bị lạc vào trong một cái mê cung màng của ngày Tết. Trong những người đến đây thì có cả những người mua hàng và cả những người đi chỉ có chụp ảnh mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, rời phố Hàng Mã, chúng tôi đến với vườn đào Nhật Tân. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn hãy cùng với tôi để chiêm ngưỡng một cái cảnh đào thế đẹp như thế nào. Chúng tôi cho rằng đây là một trong cảnh đào đẹp đẹp nhất của cái vườn đào của năm nay. Và chúng tôi xin lỗi nếu như đã có một lần nào đấy chúng tôi đã trộm nghĩ đến rằng chính quyền địa phương ở nơi đây đã cho người ta xây dựng đô thị hóa hết tất cả vườn đào, không còn cái cảnh đào, không còn cái vườn đào mà mang truyền thống của Hà Nội nữa. Nhưng không, khi chúng tôi trở lại năm 2022 thì thấy rằng những cái gì mà suy nghĩ của tôi cũng như rất nhiều người đã từng phê phán thì không phải. Các bạn hãy về với Hà Nội, về với Nhật Tân, về với những cái vườn đào tuyệt vời như thế này thì thấy rằng đất trời ở đây vẫn còn rất mênh mông. Thưa quý vị và các bạn, theo quan sát của chúng tôi thì trong những ngày giáp Tết thì không chỉ có người dân của Hà Nội mà rất đông bà con ở khắp nơi. Không chỉ có đến đây để mà mua hoa mà còn cả chiêm ngưỡng hoa, được hưởng thụ mùa xuân và mang mùa xuân về với gia đình nhà mình. Hình ảnh mà quý vị các bạn đang xem đấy là chợ Tết Nhật Tân, chợ hoa Nhật Tân. Vâng, đấy là những hình ảnh là không khí ở thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Còn với kiều bào ta ở nước ngoài thì đa số năm nay vẫn không được về quê ăn Tết. Trong bối cảnh này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Vì Covid Tết này con không về, do ca sĩ Duy Khôi thể hiện, nhạc sĩ Ngọc Dũng đệm đàn dựa trên nền nhạc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Nhà báo Quy Thắng viết lời. Mưa tuyết rơi đầy bầu trời nước Đức, khi quân mai đào rộn ràng muôn nơi. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay Covid lan tràn thế giới, ruột gan con thắt đau mẹ. Nơi đây sưng dịch bệnh tràn lan, xem bao nghe đài mà
làm lòng thương mơ. Covid biến thể lây nhanh quá chừng, dương tính tăng từng giờ phút. Mẹ yêu ơi, con không thể về. Tết con không về chắc mẹ buồn lắm. Nếu con về sẽ còn hiểm nguy. Ba ngày Tết nhưng phải cách ly. Mẹ hãy cho con mùa xuân năm nay vẫn xa nhà thêm một Tết nữa, để cùng nhau chung tay chống dịch. Ôi hỡi cộng đồng người Việt ta, sức chung lòng cùng toàn thế giới. Nước Đức thanh bình toàn dân hát mừng, khi đó ta cùng đón Tết. Hẹn xuân sau gia đình xuân vầy. Đây xứ người dịch bệnh tràn lan, nghe báo xem ngày mà lòng thương mong. Covid biến thể lây nhanh quá chừng, dương tính tăng từng giờ phút. Mẹ yêu ơi, con không thể về. Tết con không về chắc mẹ buồn. Nếu con về sẽ càng hiểm nguy. Ba ngày Tết nhưng phải cách ly. Mẹ hãy cho con mùa xuân năm nay vẫn xa nhà thêm một Tết nữa, để cùng nhau chung tay chống dịch. Ôi hỡi cộng đồng người Việt ta, chung sức chung lòng cùng toàn thế giới. Nước Đức thanh bình toàn dân hát mừng, khi đó ta cùng đón Tết. Hẹn xuân sau gia đình sum vầy. Thế giới thanh bình toàn dân hát mừng, khi đó ta cùng đón Tết. Hẹn xuân gia đình đoàn viên. Thay mặt ban biên tập Truyền hình Việt Đức VTV, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn và kính chúc quý vị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.